Rồi chào anh em. Hiện tại thì mình đang đứng ở khu Parimex Long Tâm, phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa. Đây hôm nay quay cho mọi người xem một cái lô đất rất là đẹp, rất là rẻ mà mình đang bán nha. Đây thì mình quay một vòng cho mọi người xem. Đây là bệnh viện Bà Rịa. Ở trước mình là cách 100m là đường Võ Văn Kiệt. Đó. Cách 50m là đường Hoàng Hoa Thám. Thì lô đất mình đây, lô này là lô góc hai mặt tiền. Hai mặt tiền và cái lối thoát hiểm phía sau là ba mặt. Đó. Thì cái lô này là ở góc đường Nguyễn Trích và đường Xuân Diệu nha mọi người. Thì ngang nó 6m40, dài 16m, thổ cư 100%. Đã có sổ rồi nha. Đây. Đã có sổ rồi, rất là đẹp. Đây, quay lại gần cho mọi người xem. Cái lô này rất là tuyệt vời, rất là đẹp. Anh em nào mua xây nhà cũng đẹp. Xây nhà hoặc là mai mốt có thể buôn bán lặt vặt được. Đây, đường Hoàng Hoa Thám đây. Thì cái giá lô này là 2 tỷ 730 triệu. Bạn nào cần thì liên hệ mình 0928 037 037 nha mọi người. Thì từ lô đất này mà mình đi về chợ Bà Rịa, trung tâm hành chính tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thì khoảng 2 km thôi. Đây, bệnh viện Bà Rịa ở đây, cách bệnh viện khoảng chừng 200m chút. Đường xá rất là đẹp. Đây. Bên kia là bệnh xá quân đội. Đó. Cả quân đội. Tuyệt vời luôn. Đây, đứng xa xa quay cho mọi người nhìn. Đó. Rất đẹp luôn nha mọi người. Mét. Ngang 6m40. Dài 16m. Góc hai mặt tiền cộng lối thoát hiểm là ba mặt. 2 tỷ 730 triệu thương lượng nhẹ cho anh chị nào về lấy xây nhà. Rất là đẹp luôn. Mọi người đăng ký kênh nha, đăng ký kênh để mình có cái sản phẩm nào đẹp đẹp mình qua mình đưa lên thì các bạn sẽ cập nhật sớm được. Mình đứng ở đất, mình quay lại bệnh viện cho mọi người xem. Rồi chào mọi người nhé.